Thực hiện nghị quyết số 04 NQTU ngày 18 tháng 8 năm 2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã kịp thời ban hành chương trình hành động để chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức quán triệt triển khai các nội dung nhằm hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ của nghị quyết. Sau 3 năm thực hiện, nghị quyết 04 NQTU đã nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cấp chính quyền và các ngành chức năng trong công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về vệ sinh an toàn thực phẩm nói chung và an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp. Đã hình thành và phát triển được nhiều vùng sản xuất an toàn, chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn có giá trị kinh tế cao, được phát huy hiệu quả. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng các loại thực phẩm nông lâm thủy sản, bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng. Theo Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm và Thủy sản tỉnh Thanh Hóa, hiện toàn tỉnh đã có 130 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Với những sản phẩm thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân như gạo, rau, quả, thịt và các sản phẩm từ thịt, trứng, gia cầm, thủy sản, trong đó có 11 đơn vị tham gia cung ứng các sản phẩm chăn nuôi. Tham gia cung ứng rau, củ quả có 6 đơn vị. Tham gia cung ứng sản phẩm nông sản có 40 đơn vị. Tham gia cung ứng các sản phẩm chế biến từ nông sản và thủy sản gồm có 49 đơn vị. Cơ sở giết mổ gia súc gia cầm có 5 cơ sở. Cơ sở nuôi trồng thủy sản có 5 cơ sở. Và các cơ sở sơ chế bảo quản kinh doanh các sản phẩm nông lâm thủy sản có 15 cơ sở. Các sản phẩm thực phẩm nông lâm thủy sản được cung cấp bởi các doanh nghiệp trên đã phần nào khẳng định được vị thế trên thị trường và được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn. Để đảm bảo được cái vệ sinh an toàn thực phẩm thì tại đây chúng tôi đã đầu tư cái trang thiết bị cũng như nhà xưởng theo cái tiêu chuẩn là HACCP và đảm bảo theo cái nguyên tắc một chiều lợn đưa về nuôi lưu, và trước khi giết mổ thì chúng tôi là vệ sinh sạch sẽ và các công đoạn ở đây là đều được công nhân tuân thủ theo cái quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm mà cơ quan nhà nước đã ban hành. Đặc biệt sau khi pha lóc thịt hoàn chỉnh thì chúng tôi bảo quản ở tại phòng lạnh trước khi xuất đi đến các bếp ăn trường học cũng như bếp ăn công nghiệp và chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch AT Food trên toàn thành phố Thanh Hóa và cung cấp đến tay người tiêu dùng. Một cái quy trình sản xuất rau an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn Việt Gáp, trước mắt về vùng sản xuất là phải được kiểm tra về đất, nước thì bảo đảm hai cái việc đó và quy một cái vùng sản xuất để từ đó có một vùng sản xuất rau an toàn theo đúng cái Việt Gáp. Đối với các hộ xã viên thì chúng tôi triển khai tập huấn quy trình sản xuất, đồng thời sử dụng hướng dẫn bà con xã viên sử dụng phân bón, nước tưới, thuốc bảo vệ thực vật theo quy trình, có sổ ghi chép, sổ theo dõi thực hiện theo hàng ngày của các hộ xã viên. Trên cơ sở đó, hợp tác xã tổ chức thành từng tổ đội kiểm tra cái việc sản xuất, có các tổ ở các cái vùng sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản trên được Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm thủy sản thẩm định xếp loại, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm và thẩm định đánh giá theo kỳ và thẩm định đánh giá định kỳ theo quy định tại Thông tư 38/2018/TT-BNN-PTNT ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Trong đó có 47 doanh nghiệp đã được hỗ trợ chứng nhận các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến. Cụ thể, 18 cơ sở được chứng nhận Việt Gáp trong sản xuất, 5 cơ sở chăn nuôi, 4 cơ sở nuôi trồng thủy sản, 9 cơ sở trồng trọt, 16 cơ sở được chứng nhận GMP-SSOP trong sơ chế chế biến thực phẩm nông lâm thủy sản, 11 cơ sở được chứng nhận HACCP trong bảo quản chế biến nông sản thủy sản, 2 cơ sở được chứng nhận ISO 22000 trong kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản. Tham gia vào chuỗi mô hình liên kết này thì công ty chúng tôi cũng nhận được rất là nhiều sự quan tâm của cơ sở ban ngành, cũng như là nhận được sự hỗ trợ về kinh phí để đầu tư thêm về những cái hệ thống của nhà lưới và định hướng được cái sản xuất và đào tạo kiến thức cho người lao động và hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng cái khu sơ chế, cách bảo quản để đảm bảo một cái sản phẩm tốt nhất cho người tiêu dùng. Hàng năm thì chúng tôi cũng được đi tập huấn để lấy kiến thức để về để áp dụng giết mổ lợn tại lò để cho nó
để cho được an toàn thực phẩm. Thực hiện nhiệm vụ triển khai xây dựng các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm và Thủy sản tỉnh đã tổ chức tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm, hướng dẫn áp dụng và hỗ trợ chứng nhận các quy trình thực hành sản xuất tốt, chương trình quản lý chất lượng tiên tiến, đồng thời thực hiện lấy mẫu giám sát chất lượng an toàn thực phẩm và xác nhận, dán tem các sản phẩm được xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn theo đúng quy định. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 20 địa chỉ xanh bày bán các sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn được xác nhận theo quyết định số 3075 QĐ-BNN QLCL ngày 20 tháng 7 năm 2016, duy trì hoạt động hiệu quả. Danh sách các cơ sở tham gia chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, thời điểm báo cáo ngày 13 tháng 8 năm 2019, Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Hiền Nhuần, thành phố Thanh Hóa, Công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến hải sản Ba Làng, huyện Tĩnh Gia, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tư vấn và đào tạo quốc tế ITC, thành phố Thanh Hóa, Công ty cổ phần Hải Châu, thành phố Thanh Hóa, Công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm và thương mại dịch vụ Lê Gia, huyện Hoàng Hóa, Công ty cổ phần thương mại Sao Khuê, huyện Đông Sơn, Công ty cổ phần thực phẩm Phú Gia VNX, thành phố Thanh Hóa, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ thương mại nông nghiệp công nghệ cao Thiên Trường 36, huyện Đông Sơn, Công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến hải sản Hiệp Anh, huyện Tĩnh Gia, Công ty cổ phần nước mắm Thiên Hương, Thanh Hóa, thành phố Thanh Hóa, Công ty cổ phần nước mắm Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia, Công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm an toàn Hạnh Vĩ, thành phố Thanh Hóa, Công ty cổ phần thực phẩm xanh HC, thành phố Thanh Hóa, Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Sông Mã, huyện Tĩnh Gia, Công ty trách nhiệm hữu hạn thu mua gia cầm Happy Farm, huyện Yên Định, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông sản hữu cơ Như Thanh, huyện Như Thanh, Công ty trách nhiệm hữu hạn NO1, thành phố Thanh Hóa, Công ty cổ phần đầu tư và thương mại H&H Food, thành phố Thanh Hóa, cửa hàng kinh doanh Vi Văn 8, huyện Quan Sơn, hợp tác xã dịch vụ nông lâm nghiệp Yên Nhân, huyện Thường Xuân. Việc sản xuất kinh doanh thực phẩm theo chuỗi bước đầu đã mang lại những hiệu quả thiết thực, tạo ra các sản phẩm thực phẩm có chất lượng uy tín, giúp người nông dân tiêu thụ sản phẩm, yên tâm sản xuất và điều quan trọng hơn là cung cấp ra thị trường nguồn sản phẩm thực phẩm an toàn thật sự. Các cái chợ truyền thống thì các cái mặt hàng trong cửa hàng thực phẩm sạch của chúng tôi thì đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và được kiểm định nghiêm ngặt trước khi mà đưa đến cửa hàng ạ. Đều phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Các sản phẩm thịt của mình thì được giết mổ tại trung tâm giết mổ Phú Sơn và đưa đến cửa hàng thì rất là tươi ngon, đảm bảo cho khách hàng đó những cái bữa ăn mà nó sạch sẽ và uy tín ạ. Theo những cái phản hồi tích cực từ khách hàng thì những cái sản phẩm ở đây đều là những cái lựa chọn hàng đầu của khách hàng khi đến với cửa hàng. Tôi thì thường chọn các cửa hàng thực phẩm sạch của IT Food để mua các sản phẩm rau củ quả rồi thịt lợn để phục vụ cho gia đình nhà mình ăn cho an toàn thực phẩm, chứ còn cũng không hay ra chợ để truyền thống của mình để mua các sản phẩm không rõ nguồn gốc. Nên là đến các cửa hàng của IT Food rất là yên tâm lựa chọn thực phẩm về cho gia đình. Các sản phẩm được xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn đều được sản xuất theo quy trình đảm bảo an toàn thực phẩm, được giám sát chặt chẽ bởi cơ quan chức năng và dán tem xác nhận sản phẩm an toàn. Việc duy trì và phát triển các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn đã góp phần củng cố niềm tin của người tiêu dùng đối với nông sản thực phẩm trên địa bàn, từ đó tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất kinh doanh và cung ứng tập trung sản xuất, nâng cao chất lượng và uy tín của nông sản thực phẩm trong tỉnh trên thị trường. Tuy nhiên, sản xuất nông sản thực phẩm trên địa bàn tỉnh còn nhỏ lẻ, mang tính thời vụ, phụ thuộc nhiều vào thời tiết, hiệu quả sản xuất thấp, rủi ro cao là một trong những khó khăn trong việc nhân rộng và phát triển các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn quy mô lớn. Nhằm khắc phục những khó khăn và tiếp tục xây dựng và phát triển các mô hình chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm và Thủy sản tỉnh đã đang phối hợp với các ngành, các địa phương tăng cường lãnh đạo chỉ đạo để nâng cao chất lượng quy hoạch, quản lý quy hoạch và xây dựng, triển khai một số cơ chế chính sách hỗ trợ quản lý, phát triển sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn. Trong thời gian tới, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Thanh Hóa sẽ tiếp tục hướng dẫn và nhân rộng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của nhân dân trong tỉnh và đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu của Nghị quyết 04 NQTU ngày 18 tháng 6 năm 2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa. Để đạt được kết quả trên, cũng cần có sự tham gia tích cực của các tổ chức cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản và sự quyết tâm của các cấp chính quyền địa phương.